Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị một con đẩy Nhật nhãn hiệu là Klee E9. Con này thì nó quý vị nào mà có dùng con CA9 rồi thì quý vị biết nha. Con này nó mạnh gấp phải 10 lần 7 so với con CA9. Mạnh hơn rất nhiều. Tiếng rất là sáng, rất là hay luôn. Này nói chung là dòng đây bãi cho nên chạy xước chút đỉnh thì phải có nha. Trên này nó để là men lao lao nha quý vị, là con này có thể là ngoài nó dùng nó đánh súp luôn quý vị, tại vì cái công suất nó khá khủng, nó khá mạnh. Thì hàng bãi thì nó có phải có chạy xước đôi chút nha quý vị. Hai quạt gió nha. Điện 100W nha, con này xài điện 100W. Công suất nó là 2500W nha quý vị, 2500W. 2500W. Các chức năng đầy đủ hết nha. Tổng lực, đánh tổng lực, rồi drive, rồi đánh full, đánh đầy đủ các chức năng hết. Có cắt súp xuống 30 hạt nha. Thì con này là nó xài cái nút nguồn này nó thì mới nha quý vị, nhấn giữ 3 giây nó mới lên nguồn nha quý vị. Rồi bây giờ sẽ dỡ nắp cho quý vị xem. Ôi ôi quá khủng quý vị ơi, con này cực kỳ khủng. Quý vị nhìn cái tăng vô nè, một gang tay của em là 22 cm nha quý vị, nhớ nha, 22 cm. Công suất của nó 2000W lắp B nha. Tụ thì 10.000 mF 63V. Đem đếm xem nhiều cái tụ. 3 6 12 tụ nha quý vị. 12 cái tụ cực kỳ lớn, 12 tụ 10.000 nha. Mạch đây. Mạch này còn cực kỳ mới nha. Bây giờ đếm sò. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 nhân 2 là 18. 9 nhân 4 là hai bên là 36. 36 con nha quý vị. Con này nó mạnh hơn con CA9 rất nhiều luôn. Quý vị nhìn cái vị mạch này. Bích chịch hết luôn, bích chịch hết cái men luôn, không trống chỗ nào hết. Đấy. 2500W nha quý vị. Rồi, em sẽ báo giá trên tiêu đề cho quý vị nha. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.